Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Chu Tiền. Ở tập trước, phụ thân của Bích Sao đã xuất hiện giải cứu đứa con gái kịp thời. Ông ta lên tiếng chào hỏi Trương Tiểu Phàm. Cậu nhận ra người đàn ông này chính là kẻ đã chủ động tiến tới bắt chuyện ở bàn uống trà lúc cậu quay về Thanh Vân Môn. Sự quen biết của hai người làm cho Điền Linh Nhi cũng bất ngờ. Trương Tiểu Phàm càng không quên hỏi thăm. Khi đó, lão dùng tên giả Vạn Nhân Vãng tiếp cận cậu, rốt cuộc có âm mưu gì? Tiêu Dật Tài nhắc nhở, lão ta là một trong tứ đại tông chủ ma giáo, với thực lực của ba người hoàn toàn không thể địch lại. Hắn sẽ chủ động ngăn cản để cho cậu và Điền Linh Nhi có thời gian chạy trốn. Lão ta nghe lời này liền khen ngợi, đạo hạnh như vậy là rất tốt, biết quan tâm tới người khác. Không ngờ Thanh Vân Môn ngoại trừ Trương Tiểu Phàm còn có nhân tài như hắn. Điền Linh Nhi tỏ rõ thái độ khinh miệt, Bích Sau nghe vậy liền tiến lên đối chất. Nàng ta biết vị sư tỷ trước mặt cậu chính là người mà cậu hằng mong nhớ, cho nên cũng muốn xem thử bản lĩnh như thế nào, liệu có giỏi hơn nói miệng hay không. Điền Linh Nhi tức giận, lao lên định dạy dỗ Bích Sau. Bích Sau đương nhiên cũng xông lên đáp trả lại. Cả hai đều muốn chút giận lên đối phương nên động thủ không chút nương tay. Ăn miếng chăm miếng liên tục, Bích Sau cực kỳ phẫn nộ. Nàng ta nhanh chóng ngưng tụ lực lượng vào pháp bảo tấn công Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi hơi bất ngờ nên không kịp phản kháng. Cũng may, Tiêu Dật Tài kịp thời đứng ra ngăn cản, phản công ngược lại, dồn Bích Sao vào nguy hiểm, buộc phụ thân nàng nhanh chóng xuất thủ giải cứu. Bích Sao vẫn muốn tiếp tục phần cao thấp, vậy nhưng phụ thân nàng đã ngăn lại, đồng thời nhắc nhở Điền Linh Nhi, người trẻ tuổi cần gì làm to chuyện. Điền Linh Nhi tất nhiên sẽ không muốn nghe những lời này nên lập tức chỉ trích, lão ta chẳng thèm chú ý tới. Ngày đó dưới Tử Linh Uyên, cậu và Bích Sao cũng coi như hoạn nạn gặp chân tình, lại còn hóa giải khúc mắc mười mấy năm, khiến Bích Sao chấp nhận người phụ thân như ông. Hôm nay, nề tình cậu nên tha cho bọn họ, nhưng mà nếu như vậy, bản thân cậu trở về tông môn chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Vậy thì tại sao không gia nhập vào thánh giáo của ông? Ông vô cùng coi trọng cậu. Trương Tiểu Phàm nghe vậy liền yêu cầu lão im miệng lại và bớt nói nhảm đi. Cho dù có chết thì cũng không gia nhập vào ma giáo đâu. Lão cũng không ép buộc và cho rằng còn có nhiều thời gian, cậu cứ từ từ cân nhắc. Ba người nhanh chóng quay về. Tên thiếu niên này chính là Tiêu Dật Tài, hắn ta đem những chuyện đã thăm dò được nói ra. Ma giáo vốn đã chia năm xẻ bảy, nay lại bởi vì sự việc quỷ nhu mà lần nữa tập kết ở Lưu Ba Sơn. Việc này không thể coi thường, hắn mong hai vị đạo nhân sớm đưa ra quyết đoán. Thương Tùng đạo nhân cho rằng trước mắt đã thăm dò được vị trí ma quật, nhất định phải nắm bắt tiên cơ, mau chóng loại bỏ đám yêu chúng ma giáo. Điểm Bất Dịch lại nghĩ, săn bắt quỳ nghiêu là có ý gì vẫn khó biết được. Quyết định vội vàng, sợ là đánh rắn động cỏ. Thương Tùng đạo nhân nghe vậy liền mỉa mày, chẳng lẽ là Đại Trúc Phong sợ rồi? Nếu đã không sợ thì tốt, lão muốn mọi người mau chỉnh đốn nhân thủ. Sáng sớm ngày mai sẽ do Tiêu Dật Tài dẫn đường đi tiêu diệt ma giáo. Thiên Âm Tự cũng nguyện ý cùng với Thanh Vân Môn xuất trận. Điểm Bất Dịch vẫn cảm thì không ổn lắm, mở ra chiến sự căn hệ trọng đại như vậy, tốt nhất là cho người đi trước bẩm báo trung môn. Tuy nhiên, lão gia Thương Tùng lại lấy cớ chỉ trích. Điểm Bất Dịch tức lắm vậy nhưng không làm gì được. Ngay khi mọi người rời đi, Tiêu Dật Tài mới đem chuyện Tiểu Phàm quen biết cha con Quỷ Vương nói với Điểm Bất Dịch. Hơn nữa còn tỏ vẻ thân mật với Bích Sau. Bây giờ chính ma giao chiến, hắn sợ Tiểu Phàm sẽ làm hỏng mọi chuyện. Điểm Bất Dịch nghe về cũng cảm thấy bất ngờ nên muốn đi tìm cậu hỏi thăm rõ ràng. Đêm tới, hai vợ chồng cùng nhau tâm sự. Thế tử Tô Như cho rằng Tiêu Dật Tài chỉ nói là Tiểu Phàm quen biết với cha con Quỷ Vương, điều này không thể chứng minh cậu ta đã vào ma giáo. Điểm Bất Dịch cũng biết điều này, sự kỳ vọng của ông đặt lên người Tiểu Phàm là rất lớn, chỉ tiếc là cậu ta lại quá ngốc nghếch. Về phần Trương Tiểu Phàm, cậu ta đang đi dạo trong rừng thì bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó lướt ngang qua. Mãi truy đuổi một hồi liền bị lạc vào trong khu rừng. Ngay sau đó kẻ địch cũng xuất hiện, người tập kích là một lão già được gọi là Hấp Huyết Lão Yêu. Mục đích xuất hiện ở đây là đến báo thù cho đồ đệ của lão. Nói rồi, lão liền tung chiêu, tạo ra một vòng xoáy đỏ rực xung quanh Tiểu Phàm, sau đó lại tiếp tục phát động chiêu Ngũ Quỷ Ngự Linh. Trước đầu lâu của lão biến hóa ra nhiều bộ thi hài, tất cả đồng loạt lao lên tấn công Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không muốn buông tay chịu trói nên cũng phản kháng kịch liệt, còn chủ động lao lên tấn công kẻ địch. Điều kỳ lạ là Trương Tiểu Phàm càng đánh càng hăng, sát khí trên người vô cùng nặng nề. Lão ta vừa sử dụng mấy cái đầu lâu tấn công, vừa cho bàn tay máu trôi từ dưới đất lên nhằm giữ chặt tay chân của Tiểu Phàm. Kế tiếp là tung đòn quyết định. Đúng lúc gặp nguy hiểm, Thiêu Hỏa Côn trên tay lại có phản ứng. Sát khí của nó bạo phát ra trực tiếp khiến công kích của lão tan biến. Sau đó cậu còn tặng thêm một gậy vào trước đầu lâu khiến nó bị nứt vỡ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hấp Huyết Lão Yêu đã hiểu được nguyên nhân tại sao Khương Lão Nhị lại chết. Sau vài lần đẩy lùi đối thủ thì Trương Tiểu Phàm cũng sắp cạn kiệt sức lực. Khương Lão Tam liền nhân cơ hội đó định kết liễu nam chính. Đáng tiếc là Điểm Bất Dịch xuất hiện đúng lúc, không những phá hủy kế hoạch mà còn suýt bón hành vào mồm lão ta. Trăm năm trước,
Hấp Huyền Lão Yêu từng bị đám người Điểm Bất Dịch truy sát. Cho nên lần này gặp lại, liền muốn báo thù. Nói rồi lão ta liền ngừng tụ huyết khí, tỏ ra vô số huyết thì. Điểm Bất Dịch khinh thường rồi cũng rút kiếm. Kỹ năng hai bên vai chạm như vũ bão chấn nhiếp mọi thứ xung quanh. Có lẽ là do pháp bảo trước đó đã bị hư hại, nên sau khi giằng co với Điểm Bất Dịch thì nó liền từ từ vỡ nát. Kết quả là bị đánh cho sấp mặt, thân thể bay vào tảng đá. Lão ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bỏ chạy, đám người Đại Trúc Phong nhanh chóng đuổi theo, vậy nhưng tên kia đã nhanh chân chuẩn mất. Trong khi đó, tại một hòn đảo ngoài biển, Quỷ Vương đang cùng với một tên nào đó bộ dạng vô cùng bí ẩn thực hiện tà pháp. Mọi chuyện tới đây càng lúc càng gay cấn, chỉ tiếc là tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé. Xin chào!